Em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em Tùng Nguyễn giới thiệu cho anh em một combo bánh cực kỳ là bạo lực và phiên bản là cao cấp nhất trong tất cả các loại bát. Đây là một dòng loa côn 100 từ 220 của LG. Và côn này, côn to, bánh rất là khủng luôn. Các bác có thể mua lẻ một cái bát này để làm súp hơi nhá. Cái dòng LG này gân 3 gân thì bánh súp rất là tuyệt vời luôn. Và các bác cùng tham khảo mẫu check và bát và phân tần. Cái dòng check này của nó là check neo khối RCF này. Ba cái thớt bằng nhau này. Cốc của nó cốc nhôm và cái lõi của nó bằng kim loại. Khe từ viền đồng rất to. Cái bát của nó là cái côn to rồi, sử dụng cho đi show và đi sự kiện rồi. Chuyên loa sân khấu lớn. Con này của nó lõi kim loại và khe từ viền đồng rất là lớn luôn. Thế nên là cái tép neo này nó cho tiếng nhạc rất là sáng nhá. Đây là tép kèn neo 850 giờ xếp côn 75 của Leo Khối. Leo Khối nhiều anh em thích gọi là 850 thì gọi thôi, còn anh em thích gọi là 750 hay 850 đều được. Đây là dòng neo khối. Còn đâu cái dòng phân tần của nó đây, nó sẽ có một nguyên cái bo chống cháy tép này. Cái mạch này là để bảo vệ cái check kèn này. Có mã là BA7600, tụ lọc là của Bosu. Và phân tần của nó là đường bát đây, đường check đây. Có chạm nhún này. Không cần phải hàn dây, nhún xuống là xong. Đấy. Đây là phân tần hàng xịn của công ty đấy các bác nhé. Các bác nhìn bộ phân tần nó khủng đến cỡ này cơ mà. Và nhiều anh em test bộ này rồi đều đánh giá chất âm rất hay và bền. Đấy. Này các bác nhìn quân xeo đồng to tướng luôn. Còn tiếp đến đây là cặp bát 40LG. Hàng cực kỳ hiếm luôn. Củ từ 220 cô 100 đít lồi. Và có 8 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Cái dòng này của nó là cô 100. Đấy. Cô 100 này thì quánh tiếng bát nó bạo lực lắm các bác nhá. Màng của nó xếp ly lượng sóng. Và màng sơn dầu bóng gân 3 gân. Màng xếp ly đấy, hệ bóng của nó là cái bóng của nó là bóng mờ này, rất là đẹp luôn. Và cái model của con này là 15WF535. Nếu như anh em sử dụng từ 109 thì mã của nó lại là 335. Đấy, cái phiên bản LG nó lại như thế. Con này của nó là từ 220 cùng 100. Dâu của nó được bọc dây điện này. Đấy, hàng VIP của nó nhìn nó khác hoàn toàn luôn. Côn của nó 100. Và cái loại này đánh rất là gấu luôn. Các bác chơi combo này nhé, muốn dựng thùng hoặc là muốn chơi rời về để thay thế sửa chữa thùng loa thì tất cả combo này em bao ship cho một bác khách ở trong Sài Gòn là 7,7 triệu combo này. Bao ship rồi, bác check phân tần, hàng quá gấu luôn anh em nhé. Anh em có nhu cầu quan tâm đến dòng check leo này, dòng phân tần BA7600 này, dòng bát rời này, cứ liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio để đặt mua combo hay nhất, gấu nhất trong trên thị trường Việt Nam. Anh em săn hàng VIP. Con này các bác lưu ý nhé, nó là sơn dầu cả mặt trong và cả mặt ngoài nhé. Những cái loại cao cấp ấy, thì thường thường hay sơn dầu cả mặt trong và mặt ngoài. Anh em tìm mua hàng cao cấp, anh liên hệ trực tiếp cho bên Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng nhé.